Chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường và tất cả các bạn. Chào bạn, mời bạn ngồi. Bạn tên là gì? Mình tên là Hoàng Minh Hạnh. Nghe tên giống gái quá nhỉ? Cũng không hơn ai. Bao nhiêu tuổi rồi? 36 tuổi. Bạn làm nghề gì? Nhân viên phòng quản lý chất lượng. À, và mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào các bạn khán giả. Rồi, em giới thiệu về mình. Dạ, em tên Nguyễn Thị Kim Phụng, năm nay em 29 tuổi. Hiện tại em là nhân viên của phòng chất lượng. Hai người đều quản lý chất lượng, để xem chất lượng hai người như thế nào. mình có mối tình nào chưa? Dạ chưa. 29 tuổi chưa có mối tình nào hết? Dạ chưa, chắc tại ông Tơ bà Nguyệt bỏ quên em. Không, bữa nay Quyền Linh với các tường dạ. Sẽ nhớ bạn, không có bỏ quên bạn đâu ha. Dạ rồi. Hy vọng là ngày hôm nay tình duyên sẽ đến với mình. Dạ, em cũng hy vọng vậy. Để tiêu chuẩn bạn sao nè? Về ngoại hình thì cao hơn em, mập mập, không biết hút thuốc, biết uống bia chút chút. Biết uống bia? Biết. Tao thích mập mập là sao? Dạ, để che nắng che mưa. Che, tao che bằng dù, che bằng áo mưa chứ đâu phải che dù bằng cái thân thể trong mà mập mập để che nắng che mưa. Cho anh lãng mạn chị. Đây là đúng như tiêu chuẩn bạn bây giờ đưa ra đó. Cũng tròn tròn mập mập ha. Có không? Có mập không? Ôm cho nó sướng. Hơi tròn. Nhưng mà không biết bạn nam có mối tình nào chưa chứ bên đây là còn nguyên luôn á ngang. À còn mình thì cũng có rồi, ba mối tình rồi. 36 tuổi phải có ba mối tình chứ chưa có là vô lý. Đầu tiên là mối tình vào năm nào? Chắc cũng lâu lắm không nhớ đó chính xác. Không nhớ. Mối tình mới nhất đây là mới nhất cái đây là khoảng 3 năm rồi. Và chia tay mấy năm? Khoảng 6 tháng rồi chia tay. Người ta bỏ anh hả? Không phải là bỏ, nhưng luôn là cả hai người không hợp với nhau thì người ta chuyển công tác cho khác. Cái gì bây giờ mình phải nói ra hết để bên kia xem có hợp với mình hay không. Đúng rồi. Mình phải nói bên đây người ta nghe những nè. Những cái gì đâu anh thấy những cái gì mà không hợp? Cũng do một phần là do mình nhiệt tình quá, mình nhiệt tình với mọi người, với người khác như bạn bè rồi anh em rồi người nhà, thì có thể là những cái lúc mà mình hẹn đi chơi hoặc gì đó là có việc quan trọng hơn thì mình nói bạn gái là để hẹn ngày hôm khác hoặc là một hai tiếng nữa. Rồi đó không chịu được rồi, ta bỏ là đúng rồi. Về bản giới thiệu về bản thân mình thì mình có những cái ưu điểm, khuyết điểm gì? Về ưu điểm thì nói chung em cũng bình thường, thì cũng biết nấu ăn, chăm lo cho gia đình. Rồi về khuyết điểm thì em có 3 dê. Dạ, đó là dễ nóng, dễ sợ và dễ xúc động. Nóng là nóng cỡ nào? Nóng phun ra lửa. Nóng phun ra lửa. Dễ sợ là cái gì? Dạ, sợ nhiều thứ lắm chị. Sợ gì? Sợ ế nè, sợ hết tiền nè, sợ bệnh nè. Sợ già nữa. Sợ già nữa. Trời ơi, trẻ măng không có già đâu. Rồi còn một cái nữa, dê nữa là dê gì? Dạ, dễ xúc động. Dễ xúc động là sao? Nói chung là nói gì cảm động thì khóc. Nhất là về chuyện gia đình. Hay khóc lắm hả? Dạ, thỉnh thoảng. Không sao, chị thấy những cái điều đó cũng như có cái vụ mà nóng phun ra lửa là chị chưa hiểu em phun là em đã phun ai chưa? Nghĩa là hơi nóng tính một xíu vậy. Đồ đạc của em hay gì, vật dụng gì mà ai lấy đi chỗ khác thì em hay la. Cái đối tượng anh cần đi cùng với anh là như thế nào? Đối tượng đi cùng em là một người thẳng thắn, thật thà và biết lo cho gia đình, không có xanh đỏ tím vàng lòe loẹt. À, tức là nhuộm tóc màu đỏ màu vàng. Hai ba màu một đầu. Màu. Chứ còn một thứ thì cũng được. Con tay tay thì không sao. Là ngoại hình từng thế nào? Không ốm quá mà không gầy quá, bình thường thôi. Bình thường chứ không phải tròn tròn giống như anh hả? Tròn cũng được mà chứ đừng có tròn quá thôi. Mình có những ưu điểm gì và khuyết điểm gì? À, ưu điểm của em là rất là nhiệt tình trong công việc và tất cả với tất cả mọi người. Còn khuyết điểm của em là không có được lãng mạn lắm, không biết hát hò gì hết. Khi mà bạn gái mà mình buồn giận gì đó, mình sẽ làm gì cho bạn gái vui? Mình có thể là mình rủ bạn gái đi chơi đâu đó, đi xem phim, ca nhạc hoặc là gì, uống cà phê. À, vậy thôi hả? Đi ăn, đi uống gì đó. Ủa mà anh 36 tuổi thật sự giờ anh có muốn lấy vợ chưa vậy? Ủa có chứ gì? Có. Nếu hả? Mà muốn lấy vợ em mới lên đến chương trình này, nhờ chương trình này chứ. Nếu bây giờ được thì bao lâu anh có thể tiến tới hôn nhân? Nếu mà được thì khoảng sang năm cưới. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng để kết hôn chưa? Đúng là chuẩn bị sẵn sàng hết rồi. Nhưng mà anh ở với ai? Ở với bố mẹ ba người. Ở đâu rằng? Ở Tân Bình. À Tân Bình, nhà của mình luôn đúng không? Nhà của mình. Nếu mà vậy thì lấy vợ về là phải làm dâu. Phải làm dâu đúng rồi. Đó, làm dâu đó, bạn gái tính sao? Phải căng kìa. Bước đầu tiên là phải chịu làm dâu đó. Em thấy sao, em có chịu làm dâu không? Cái này còn tùy, cảm thấy có thể hòa hợp được với gia đình thì mình cái vấn đề đó không có gì hết. Còn có nhiều cái vấn đề chẳng hạn như mình không thể hòa hợp được cùng với gia đình thì đó phải xem xét lại. Hỏi Hạnh thử coi ba mẹ anh có khó không? À, nếu ra ở riêng có được không anh? À, nếu ở riêng thì không được. Anh phải ở ba mẹ anh chứ không thể là để ba mẹ anh ở với nhau mà anh ra ngoài anh ở. Dứt khoát. Dứt khoát, nói phải trước. Phải ở chung. Thà như nói trước, được cái đấy, không được thì thôi. Đúng rồi. Tại vì bây giờ cũng lớn tuổi, không phải là để mà còn chọn người này người kia, à. Hẹn người này lần này lần khác nữa. Đúng rồi, nói thật hết ra. Nói thật, được thì đồng ý, không được thì thôi. Ba mẹ có khó không kìa? Ba mẹ thì cũng không khó lắm.
bao nhiêu tuổi rồi? Ba mẹ năm nay bằng tuổi nhau, 62 tuổi. Ba mẹ anh có đưa ra yêu cầu con dâu sao không? Ba mẹ đưa ra yêu cầu con dâu thứ nhất là chỉ có hiền lành, thật thà. Thứ hai là có công ăn việc làm ổn định, thế thôi. Dễ thế thôi, được thôi. Hôm nay em đi có người thân không? Dạ có, hôm nay em đi có hai chị sếp làm chung công ty với em. Vâng, đã cho chị gặp hai sếp chị hỏi cái vụ cái ca này hơi khó nè. Chào hai chị, em nhờ chị nhận xét anh Bỉnh giùm coi được không? Được thôi. Theo em thấy hai anh chị này tính tình thẳng thắn như nhau rồi đó. Có sao nói vậy, giống như là 49 với 50. Nếu hai anh chị này mà đến với nhau á, thì mỗi người sẽ phải nhún nhường một chút thì mình mới có thể tiến tới với nhau được. Đó là theo quan điểm của em. Còn về ngoại hình tiêu chuẩn là cũng đáp ứng yêu cầu của em Phụng nhà em rồi. Vâng, rồi cảm ơn chị. Dạ. Rất là chuẩn xác. Có đi với ai không ạ? Dạ, em đi với em trai em. Em ruột đó hả? Vâng. Em ruột là có vợ trai. Rồi. Em ruột có vợ rồi, ở riêng rồi. Em có hiểu tại sao giờ này 36 tuổi anh chưa lấy vợ mà em trẻ hơn mà em lấy trước không? Em nghĩ em biết. Tại vì anh cũng lo cho mọi người xong hết rồi, chắc anh mới tính tới phần của anh. Hy sinh cao cả vậy hả? Dạ đúng rồi. Vì anh vĩ đại hả? Dạ. Thấy chị nói sao? Bạn bên này thì cũng rất là dễ thương, thẳng thắn. Nếu mà hai người mà có cơ hội làm quen với nhau thì cái đó rất là tốt. Rồi, cảm ơn bạn rất là nhiều. Bạn này nói rất là đúng. Mỗi người có cá tính riêng. Nhưng mà hai người đều nói thẳng nhau. Đôi khi sự thẳng quá thì cũng mất lòng nhau. Nhưng mà thà vậy đi, được thôi ha. Để mình qua mình xem bên kia thế nào mà thẳng thắn thế nào. Kiểm tra chất lượng hả? Anh. Không, mà nãy giờ bên đây đâu có nói gì mà thẳng đâu, thấy nhẹ nhàng mà. Không, kiểm tra mấy người kiểm tra chất lượng thì đôi khi cũng thẳng, bởi vì kiểm tra mình chất lượng mà không đúng á thì cũng mệt lắm à. Đúng rồi, mọc lấy này bỏ mà. Mà bây giờ đi cua gái mà vô vậy được thôi, cái nghe phụ nữ nghe nó sao anh. Nói hiểu chung không là có thể người ta thật thẳng thắn nhưng mà nghe nó sao nhau, nhưng mà trong trái tim của họ vẫn có điều rất là thật. Nhưng mà ai nói câu đó ra vậy? Thì nói vậy giờ ta mới ế. Thì vậy mà anh nói vậy em chịu nghe nó sao sao. Cách ơi, không dạ. Phải ý em nói không phải như chị nghĩ đâu. Tại vì em nói là ở đây là em muốn nói trước với bạn gái bên đó để bạn gái đó chuẩn bị tinh thần. Nếu mà hai đứa chấp nhận với nhau, đến với nhau thì sẽ phải làm dâu. Chứ em không phải là được thì mình thuyết phục người ta. Ví dụ người ta chưa muốn rồi, bằng tình yêu của anh sẽ làm cho em phải đồng ý rồi. Hãy giống như vậy, ba mẹ anh cũng là ba mẹ em, chúng ta cùng hạnh phúc rồi. Vậy tự nhiên được thôi nói trước nghe nó làm sao. Nói vậy đó được thôi. Ê nhiên vậy. Chào chị Cát Tường ạ. Bây giờ ví dụ nè, kéo màn lên. Ưng ý mà giờ cổ chưa có chịu làm dâu và giải tỷ. Thí dụ như anh thuyết phục em nghe thử coi. Nếu mà thuyết phục thì nói là bây giờ anh với em ai cũng có bố có mẹ để ra hết. Vâng. Anh là con lớn thì là anh phải ở với bố mẹ, anh phải chăm lo cho bố mẹ anh về già. Sau này em cũng có bố mẹ em cũng vậy. Sau này bố mẹ em thì cũng phải có về già, cũng lớn tuổi, cũng phải ốm đau thì mình cũng phải về chăm. Anh có về chăm ba mẹ em không? Có chứ, lúc đó là bố mẹ chung rồi. Phải về bố mẹ nào cũng như bố mẹ nào hết. Không đó, quan trọng. Nói vậy là được, nói vậy là tôi đâu có bực mình gì đâu. Tự nhiên tôi nghe gì được thôi là. Không như để rồi thử tâm lý bạn gái bên đó xem thử thế nào đó gì? Khỏi cần. Không như nếu mà tí nữa chị ok nhưng bạn đó biết không ok thì cũng bó tôi tay okay luôn. Tôi ok là bên đó ok. Em thấy nhiều cặp chị ok nhưng bạn gái không ok thì vẫn không được. Cái đó là tôi ok làm bộ thôi, hiểu không? Đúng không anh Quỳnh Linh? Đúng rồi. Thay giỏi kỹ lắm chứ bộ. Đúng rồi, chị mong, chị lúc nào cũng mong là được cặp nào cũng thành đôi hết. Ừ. Chứ không phải như mà đến nay mày á, có nhiều cặp tôi nói ra không đó, chứ không phải cặp nào tôi cũng mong thành đôi đâu. Nãy giờ chị là chắc là chị nói đùa đấy thôi. Nãy giờ là muốn nói ra lắm đó. Bây giờ nè, rồi thôi cái chuyện bố mẹ đồng ý. À. Mà cái quan điểm mà hẹn mà đi trễ là tôi không đồng ý. Anh phải cải thiện cái chuyện đó. Thì mới có một hai lần mà chưa có nhiều. Bên đây người ta chỉ chịu được một lần qua một lần. Ví dụ một lần trong một tuần hay trong một tháng. Đây em 6 tháng mà. Lành quá là cũng ế. Dạ thôi anh ngồi đó đi, tôi mở màn cho anh nói chuyện trực tiếp. Quyết liệt nghe vậy chứ. Quyết liệt lắm đó nha. Bảo trọng em thôi chị ngồi riêng đi. Chị ok không ok quan trọng. Quan trọng là em. Thôi mà cho đôi trẻ gặp nhau đi. Rồi chuẩn bị mở màn cho hai con trẻ gặp nhau. Ông một con già rồi, lớn tuổi. Ca này tôi không có xen vô nha, tự xây ghế tự coi rồi tự nói chuyện luôn. Ghê dặn rồi. Rồi 2 phút dành cho đôi bạn trẻ bắt đầu. À, chào bạn. Dạ chào anh. Biết tặng hoa. Dạ, cảm ơn anh. Anh có cảm nhận như thế nào về em? Có người thẳng thắn nhưng cũng có cảm tình với em. Anh không thích gì ở người bạn gái? Anh không thích người bạn gái hút thuốc. Dạ, hút thuốc thì em không có. Có nhiều con người bạn gái hút thuốc. Anh chơi coi như là lẹt lẹt ấy. Cái đó thì em không có. Nói đi nói hớ tôi được canh nãy giờ đó.
nếu mà hẹn hò thì anh sẽ dẫn bạn gái anh đi những đâu? Mới quen anh sẽ rủ đi uống cà phê. Đây là chưa có mối tình nào nha, chưa nắm tay, chưa hôn hít gì đó. Cái đó thì cũng chưa có cái phương tiện nào để kiểm chứng cái đó chị. Bạn có chất lượng lẫn nhau coi như thế nào? Em là phải đo đạc anh Linh ơi. Đo coi cao nhiêu dài nhiêu. Cái đó có dụng cụ nữa chị Cát Tường. Mình tính chị tích kết hôn đi. Rồi con cái gì đó, rồi tiền bạc gì đó tính luôn đi. Để sau này đừng đổ thừa chị nha. Nếu mà kết hôn thì anh thích nhà có mấy bé? Hai rồi. Dạ. Một nam một nữ hay là có thể là hai nữ cũng được? Anh có cái quan trọng chuyện đó không? Con thì không quan trọng lắm. Có con là được. Không muốn mà giờ nó không có cũng đâu có được. Em thì em không thích người gia trưởng. À, dạ. Nghe giọng anh thì em nghĩ anh gốc ngoài người Bắc, anh quê Thái Bình. Dạ đúng rồi. Cũng có một tí gia trưởng đó chứ mà không đâu. Nhiều đó chứ tí gì. Nhờ vào đây rồi cũng em học tập được cái văn hóa trong này cũng hồi được. Xưa bây giờ ế rồi bớt rồi hồi vâng. Xưa. Vậy bây giờ gia trưởng của anh là như thế nào? Con lớn là giờ phải ở nhà với bố mẹ đó. Còn gì nữa không anh? Thế thôi, anh chỉ cần như vậy là đủ. Ví dụ có yêu cầu người phụ nữ phải là cơm nước, nói chung là phải nội trợ. Nội trợ thì anh không cần nấu ngon, chỉ cần biết nấu. Anh có nấu phụ vợ? Anh nấu thế được vậy? Đồ ăn đồ uống thì nấu ngon thì không nấu được, nhưng mà nấu để một gia đình ăn hoặc là nhậu bình thường thì làm được. Hỏi chuyện làm dâu được không? Em có suy nghĩ là con nếu mà lấy lập gia đình về làm dâu thì em có suy nghĩ gì? Em phải xem xét lại, nghĩa là mình phải tìm hiểu rồi xem gia đình anh như thế nào chẳng hạn, có phù hợp được với em hay không. Thấy ngoại hình ảnh đúng với ý em nghĩ chưa? Nhiều đó ôm được chưa? Dạ được. Che mưa che nắng được chưa? Dạ được rồi chị. Hết thời gian. Chúng ta có 3 tiếng đếm theo quyết định. Hẹn hò hay không hẹn hò, suy nghĩ cho nó kỹ. Mình cũng lớn tuổi rồi, lấy vợ thì lấy liền tay. Bấm được bấm, bấm được thôi. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Chúc mừng hai bạn nha. Mình đã đồng ý hẹn hò rồi. Ôm coi có che mưa cho nắng được không? Dạ anh này từ từ chị. Mình phải thử được hay không? Ở đây chưa có mưa có nắng. Chừng nào ra kia có mưa có nắng rồi thử. Thử toàn cái tay của nó vừa tay chưa? Dạ chắc em nghĩ chắc được. Toàn qua thử thôi. Dạ chất lượng mà nhìn nhìn cũng được. 36 tuổi gì chết nhát vậy ông? Đâu có, đơn ý anh Quyền Linh đang nói bạn gái chứ đâu phải nói em. Anh ôm người ta, anh che nắng che mưa người ta ấy chứ. Được không em? Dạ được. À, đây là những vé xem phim. Dạ. Chúc hai bạn sẽ có thời gian thật là lãng mạn bên nhau để tìm hiểu về nhau. Đây là phần quà dành tặng cho hai bạn, nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Chúc hai bạn thật là nhiều niềm vui trong cuộc sống. Rồi, em xin cảm ơn anh Quyền Linh và chị Cát Tường và tất cả mọi người trong quay hôm nay. Cảm ơn.